Đây là dòng cá rô phi. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng cái loại cá này và trộn với cám và ép trực tiếp, không cần phải băm. Bà con hãy thử xem là dòng ép cám viên Takeotika 250 này ép được không. Đấy, trước mắt các bạn là cá và cám trộn chung nhau ép ra thành viên rất đều và đẹp. Máy chạy rất là trơn tru như bà con. Cá 200g bằng 3 đầu ngón tay. Đây là viên cám giàu chất dinh dưỡng từ cá trộn với lại cám bắp, cám gạo, phối trộn rau bèo, nục bình, cỏ và các loại đầu cá, cua, các loại thức ăn dư thừa trộn chung với lại các loại hạt bắp, cám, gạo, các loại đậu tương, đậu đỗ để làm thành cám viên. Bà con quan tâm đến sản phẩm máy ép cám viên thương hiệu Takeo hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.